Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin nhiễm khí độc bộ tài môi đổ tại cháy rừng, bị cáo buộc iVisual đưa lời giải thích. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hiện tượng rất nghiêm trọng, đó là trong nước liên tục xảy ra những cái vụ ô nhiễm ngày càng dày đặc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và cảnh báo ô nhiễm không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đến ngưỡng nguy hại gây sức khỏe đến sức khỏe cho hàng triệu người dân đang sống ở đây, và đã được iVisual đưa ra liên tục trong thời gian gần đây, gây hoang mang, hoảng hốt và bất ngờ lớn tại Hà Nội. Và thông tin mà các bạn có thể thấy trên một số trang truyền thông trong và ngoài nước đã đăng tải khá nhiều về hiện tượng này tại Việt Nam, đó là hình ảnh Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố lớn được iVisual theo dõi ngày 26 tháng 9 vừa qua. Và đại diện iVisual hôm 8 tháng 10 năm 2019 cho biết: "Đây là một danh sách các thành phố quan trọng của chúng tôi xếp hạng để cung cấp bối cảnh cho người dùng. Chúng tôi thường chọn một, hai hoặc vài thành phố chính cho mỗi quốc gia. Danh sách này không bao gồm tất cả các thành phố trên thế giới và có thể thay đổi. Một thành phố có thể bị loại ra khỏi danh sách nếu trạm đo của thành phố đó không được cập nhật trong vòng 3 tiếng. Điều đó có thể xảy ra với Hà Nội vì trạm đo của chính phủ tại đây thường xuyên công bố dữ liệu trễ hơn 3 giờ. Nhất là trong tình trạng mấy ngày qua, trạm đo của Tòa Đại sứ quán Mỹ bị hỏng, không cung cấp được dữ liệu. Tuy nhiên, sáng nay, trạm đo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã làm việc trở lại. Vì vậy, ngay lúc này chúng tôi đang dùng dữ liệu từ đó." Đây là tuyên bố của iVisual. Và thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại Việt Nam đã được các hệ thống đo đạc của iVisual thông báo từ rất lâu. Và nếu các bạn tham khảo trên trang của hãng này thì sẽ biết được những thông tin rất cụ thể. Đây là biểu đồ của toàn cầu về ô nhiễm môi trường do trang này đánh giá. Và trong đánh giá của năm 2018 về độ nguy hiểm của những hạt bụi mịn PM2.5 thì các bạn có thể thấy danh sách của Việt Nam cũng nằm ở đây, và chúng tôi xin để sát lại thì thấy rất rõ là Việt Nam được xếp thứ 17 của tất cả các nước trên thế giới về độ ô nhiễm môi trường, cũng như những điều mà Việt Nam cần phải làm trong thời gian tới để tránh cho người dân của Việt Nam phải những cái ô nhiễm hơn. Và hiện nay đây là thống kê của năm 2018, và cho đến ngày hôm nay chúng ta chứng kiến liên tục trong thời gian gần đây thì ô nhiễm môi trường tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khác ở Việt Nam dường như không giảm xuống, mà ngược lại đã tăng lên một cách khủng khiếp. Và với các thông số kỹ thuật rõ ràng đó thì mỗi năm dự tính mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng hơn không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể là nguyên nhân giết chết hàng nghìn người mỗi năm vì các căn bệnh khó chữa do ô nhiễm môi trường đem lại. Và bản thân điều này cũng đã được báo chí trong nước công nhận, và như bài báo các bạn có thể đọc được trên báo Lao Động thời gian qua đã đăng rất rõ: ô nhiễm không khí ở Hà Nội, bụi mịn là tác nhân gây ung thư phổi. Đây là hình ảnh một đoạn đường Phạm Văn Đồng ở Hà Nội, bụi mịt mù không nhìn thấy rõ đường và xe cộ qua lại, thì các bạn thấy nguy hiểm thế nào. Và bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể con người do có kích thước siêu nhỏ và ảnh hưởng sức khỏe nhiều người hơn bất kỳ chất ô nhiễm nào khác, ngay cả ở nồng độ thấp. Những ngày gần đây, chất lượng không khí ở Hà Nội đều cho những kết quả trong ngưỡng kém và xấu ở cả 10 trên 10 điểm quan trắc. Chỉ số bụi mịn PM2.5 ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội là 97,2 mg trên 1 mét khối, cao gấp 4 lần tiêu chuẩn quốc gia và 11 lần trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, giảng viên sức khỏe môi trường Trường Đại học Y tế Cộng đồng cho biết bụi mịn PM2.5 được đánh giá là tác nhân gây ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới sức khỏe con người. Vì có kích thước rất nhỏ nên bụi mịn PM2.5 rất nguy hiểm, có khả năng lắng đọng, thẩm thấu và đi sâu vào tận các phế nang trong phổi và trong máu. Thì điều này rất nguy hiểm. Và thủ đô Hà Nội trong năm 2018 theo đánh giá của iVisual thì đã cho thấy rằng đã trở nên tồi tệ hơn trong thời gian vừa qua. Và những chỉ số đo được của công ty cho thấy rằng là mức độ ô nhiễm của Hà Nội đang đứng thứ 2 trong tất cả trong các thành phố ở các nước Đông Nam Á và xếp thứ 17, xếp thứ 12 trên thế giới. Và các bạn xem cái bản đánh giá này và chúng tôi sẽ chia sẻ đường link của trang đánh giá đã tổng hợp vào năm 2018 dữ liệu rất quan trọng này. Và chúng ta thấy rất rõ rằng Việt Nam, tức là Hà Nội, Việt Nam của Việt Nam được xếp thứ 12 trên tổng số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới của năm 2018. Thì điều này rất nguy hiểm khi ở đó có hàng triệu người dân đang sống. Và điều tồi tệ này ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chỉ số đo được trong những ngày gần đây đã có lúc vượt và đạt mức cực kỳ nguy hiểm với mọi đối tượng
và các bạn cũng đã thấy những hình ảnh gần đây trên một số phương tiện truyền thông đã đưa ra điều đó. Và một số người ở Hà Nội thì lại đổ lỗi cho công ty Evisure thao túng dữ liệu để bán máy lọc khí, và một số cái trang Facebook cá nhân của một số người cũng đã chia sẻ điều này. Và ông Vũ Khắc Ngọc trong mô tả ghi là giáo viên dạy hóa đăng bài viết chỉ trích Evisure đã chỉnh sửa dữ liệu nhằm bán máy lọc khí cho công ty mẹ là IQE, và điều đó đã gây nên một làn sóng phản đối những cái trang của công ty chính hãng Evisure và tìm mọi cách để đánh dấu một sao, khiến cho công ty này đã phải có một thời gian ngắn tạm ngừng cung cấp dịch vụ của mình ở Việt Nam. Và hôm nay, ngày 9 tháng 10, 2019, công ty Evisure chính thức trả lời các cáo buộc từ Việt Nam như sau. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên một số trang báo quốc tế đã đăng tải. Là Evisure nói gì về cáo buộc thao túng dữ liệu để bán hàng ở Việt Nam. Hãng Evisure, hãng IQE, công ty sản xuất ứng dụng Evisure mới lên tiếng trước cáo buộc của một số Facebook người Việt về việc thao túng dữ liệu ô nhiễm Hà Nội để bán các sản phẩm lọc khí ở Việt Nam. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng thông tin của Evisure không đáng tin cậy vì công ty còn bán các sản phẩm lọc khí, bà Duska, một đại diện của IQE, nói là danh nguyệt xã hội, các sản phẩm liên quan tới chất lượng không khí của chúng tôi mang lại kinh phí cho các dịch vụ miễn phí cho cộng đồng toàn cầu. Trong đó có việc tổng hợp dữ liệu, thời gian thực, dự báo chất lượng không khí bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ miễn phí liên quan tới chỉ số ô nhiễm không khí và các nguồn lực mang tính giáo dục. Đây là lời nói và phát ngôn của công ty nơi mà Việt Nam đang tranh cãi về những cái số liệu họ đưa ra. Và ngoài ra có những thông tin bà cũng cho biết thêm, đây là hình ảnh của người phát ngôn của đại diện của IQE. Bà cho biết thêm rằng IQE là công ty công nghệ về chất lượng không khí với mục tiêu giúp các nước trên thế giới hít thở không khí sạch hơn thông qua việc cung cấp thông tin phối hợp với các giải pháp công nghệ. Người đại diện này cho rằng tất cả các dữ liệu của Evisure được thu thập từ các trạm theo dõi bụi mịn PM2.5, tức là bụi siêu mịn ở hiện trường của chính phủ hoặc thiết bị hoạt động độc lập. Chúng tôi luôn cho rằng hiển thị nguồn dữ liệu chất lượng không khí để minh bạch và có thể để dễ so sánh với các dữ liệu gốc, bà nói. Cho hay rằng bảng xếp hạng ô nhiễm không khí ở 90 thành phố lớn trên thế giới có mục đích giúp nâng cao nhận thức rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Đây là bảng xếp hạng theo giờ và thời gian thực ở những thành phố lớn đó. Trong khi Hà Nội có thể xuất hiện đầu bảng trong một giờ, thành phố này cũng có thể gần như ở cuối bảng sau một vài giờ sau đó, bà Duska nói như vậy. Đây là hình ảnh của bà cũng như thông tin của bà mà các bạn có thể tham khảo ngay trên trang truyền thông. Và hãng UKIE là công ty sản xuất ứng dụng Evisure, là một công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ và được thành lập từ năm 1963. Và chúng tôi đã điều tra và tìm hiểu để các bạn có thể nắm được thông tin. Thì đây là được thành lập vào năm 1963 tại Đức. Hai anh em Manfred và Klaus Hermes giới thiệu bộ lọc khí đầu tiên trên thế giới. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thấy hai cái người sáng lập ra công ty này, và hiện nay công ty đang nằm ở Thụy Sĩ. Và ngoài ra vào năm 1990, IQE đã thiết kế và trang bị bộ lọc khí cho các xe Mercedes-Benz được sản xuất ở vùng Bắc Mỹ, và họ cũng công báo cái việc này chính thức trên trang của họ. Và các bạn cũng có thể tham khảo ở trên trang để biết được cái chất lượng của trang của công ty này như thế nào thì mới có thể được cung cấp những bộ lọc cho những chiếc xe Mercedes này. Và ngoài ra bên cạnh đó, công ty cũng IQE cũng thông báo thêm, trước tình trạng ô nhiễm không khí nặng tại Bắc Kinh vào năm 2008, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ đã yêu cầu hãng IQE trang bị hệ thống lọc khí cho tất cả các vận động viên của họ khi thi đấu tại đây. Và tất nhiên với kết quả đó thì Hoa Kỳ sau đó đã có rất nhiều những giải đã đạt được trong cái thời gian mà họ thi đấu ở Bắc Kinh. Và ngoài ra thì với cái chất lượng mà đã được đảm bảo như vậy thì đương nhiên là công ty IQE đã có những cái đặt chất lượng rất tốt, thì chính phủ Hoa Kỳ mới có thể thuê công ty này lắp đặt thiết bị cho các vận động viên của mình. Và nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức hồi đầu tháng 10 cũng phát đi cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình trước khi đến nước này hãy xem xét cũng như các hành động đối với sức khỏe của họ. Và đương nhiên với những khuyến cáo như vậy thì
du lịch của Việt Nam chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng rất lớn. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ những cái thông tin về Mỹ, Anh, Đức ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Thì những cái thông tin này đã được chưa được Việt Nam đăng tải một cách đầy đủ hoặc chi tiết, và hàng triệu người dân vẫn bị giấu giếm. Đây là hình ảnh của bầu trời Hà Nội vào hôm 27 tháng 9 vừa qua. Nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh, Đức mới phát đi cảnh báo đỏ về tình hình ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao, thậm chí là nguy hiểm xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, có thể làm trầm trọng các bệnh về tim, phổi và hô hấp. Trẻ em, người già và những ai có tiền sử bệnh lý đặc biệt là ảnh hưởng. Thông báo của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội phát đi hôm 1 tháng 10 có đoạn như vậy. Cơ quan ngoại giao của Anh cũng kêu gọi các công dân nước mình ở Việt Nam tìm kiếm thông tin về chất lượng không khí cũng như các biện pháp phòng ngừa trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy không khí rất độc hại ở Việt Nam, và đặc biệt ở các thành phố lớn, và đã được quốc tế gồm có những nước như Anh, Pháp, Anh, Mỹ và Đức tuyên bố và công bố cho công dân của mình trước khi đến Việt Nam cần phải tránh. Và cũng trong phát ngôn ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam ngoài đổ lỗi cho hàng loạt lý do khác như sương mù, ánh sáng mặt trời đã gây ra cái ô nhiễm này, và với bài báo mà các bạn có thể thấy trên trang của Vietnam Plus, tức là Thông tấn xã Việt Nam, thì ghi rất rõ Bộ Tài nguyên Môi trường báo cáo Chính phủ chất lượng không khí ở Hà Nội. Thì trong cái thông báo bài báo này thì họ ghi rất rõ như vậy. Nhưng mà điều lạ hơn là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng trong bài báo đó còn đổ lỗi cho nguyên nhân vì như khói bụi do cháy rừng ở các quốc gia lân cận. Thế thì điều này rất đặc biệt, bởi vì những quốc gia lân cận Việt Nam mà gần Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có là Trung Quốc hoặc là Lào hoặc Campuchia. Nhưng mà gần đây chúng ta cũng thấy hình như là không có xảy ra những vụ cháy rừng nào nghiêm trọng đến mức mà khói từ những cái nước đó có thể bay sang Việt Nam, để Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng là do khói bụi do cháy rừng ở các quốc gia lân cận. Và với những cái lý do như vậy là cuối cùng thì mục đích của họ là để cho những cán bộ có cơ quan ăn lương ngân sách chỉ được làm có mỗi việc là phục vụ người dân đã phủi bỏ trách nhiệm của mình vì đã quản lý yếu kém và gây ra thảm họa cho hàng triệu người dân Việt Nam. Và tất nhiên để khắc phục tình trạng này, người dân phải sống trong môi trường ngày càng độc hại như vậy, thì chỉ còn mỗi một cách là Việt Nam phải thay đổi thể chế dân chủ, tự do, đa đảng để có cơ chế kiểm soát quyền lực và thực thi chéo lẫn nhau. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các bạn được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.